tấn công và anh đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Game cho Novak Djokovic. Djokovic có được break đầu tiên để dẫn 2-0. Điểm mấu chốt trong điểm số này của Victor Suki là một đánh trả đầy bất ngờ của Johnson. Game cho Novak Djokovic, một giờ thắng trắng và Nole đã có được break thứ hai trong set đấu đầu tiên. Vươn lên dẫn 5-1 và sẽ cầm trò bóng quyết định set đấu này. Bóng ngoài game set của Novak Djokovic tiếp tục là một giờ thắng trắng nữa. Trận đấu đầu tiên Novak Djokovic đã vượt qua Victor Suki 6-1 dễ dàng. Đây là thống kê set đầu tiên chỉ diễn ra trong 21 phút mà thôi. Trước khi tỏ ra giao bóng tốt hơn chỉ có 2 điểm ace. Lên lưới không thành công. Victor Suki đã chủ động tấn công. Yeah, Victor Suki tình huống rất hay. Ở trên lưới chúng ta đây rồi.